những điều bạn cần biết để tận hưởng một kỳ All-Star Weekend chuẩn chỉ. Vào sáng ngày thứ Bảy tới đây, sự kiện All-Star Weekend sẽ chính thức diễn ra với rất nhiều những hạng mục thi đấu khác nhau vô cùng hấp dẫn. Năm nay, All-Star Weekend sẽ được tổ chức tại thành phố Utah trên sân bóng của đội Utah Jazz. Lần cuối cùng Utah đăng cai tổ chức kỳ All-Star chính là 20 năm về trước, khi mà cặp đôi siêu sao của Jazz là Karl Malone và John Stockton giành được danh hiệu MVP All-Star trên sân nhà của mình. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Bóng Rổ TV điểm qua những gì bạn cần biết để có thể tận hưởng trọn vẹn nhất một kỳ All-Star Weekend nhé. Sự kiện quan trọng đầu tiên mà các anh em cần chú ý chính là sự kiện Rising Star Game, nơi các tài năng trẻ của NBA được phô diễn kỹ năng của mình, diễn ra vào sáng thứ Bảy vào lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam. Năm nay, thể thức thi đấu sẽ bao gồm 4 đội bóng góp mặt bởi những cầu thủ trẻ hàng đầu của NBA, chia đều ra các đội. Sẽ có 3 đội được dẫn đầu bởi các cựu siêu sao của NBA như Paul Gasol, Deron Williams, Joakim Noah và một đội bóng đặc biệt với sự góp mặt của các cầu thủ trẻ triển vọng tại G League dẫn đầu bởi Jason Terry. 4 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức knockout, bán kết đến chung kết để tìm ra đội chiến thắng. Luật thi đấu sẽ không tính theo thời gian mà sẽ là đến điểm số, nghĩa là đội bóng nào đến được điểm số cuối cùng trước sẽ là đội thắng cuộc. Ở vòng bán kết sẽ là đánh đến 40 điểm và chung kết sẽ là đánh đến 25 điểm để tìm ra nhà vô địch Rising Star năm nay. Đây là một năm format đội bóng khá mới lạ khi NBA quyết định cho một đội G League có cơ hội tham dự All-Star Weekend để thể hiện bản thân, kiếm cơ hội được có tên trong một đội hình NBA chính thức. Chuỗi sự kiện quan trọng tiếp theo anh em cần chú ý sau trận Rising Star sẽ là Series Skill Challenge, Three Point Contest và Slam Dunk Contest. So với năm ngoái thì ba hạng mục thi đấu này sẽ không có thay đổi gì nhiều khi Skill Challenge vẫn sẽ là cuộc đối đầu của một đội tân binh, ba anh em nhà Antetokounmpo và đội chủ nhà All-Star Utah Jazz. Format thi đấu vẫn sẽ là những thử thách đồng đội, từ truyền bóng, dẫn bóng, ném rổ để tìm ra hai đội vào chung kết. Sau đó sẽ là màn ném giữa sân để xem đội nào ném vào trước sẽ là đội giành chức vô địch Skill Challenge. Năm ngoái là năm chủ nhà Cavalier lên ngôi tại sự kiện Skill Challenge trước đội bóng Rooks khi họ chỉ mất 5 giây để thực hiện thành công pha ném giữa sân với sự xuất sắc của Evan Mobley, còn các tân binh phải mất đến gần 10 giây mới có thể thực hiện thành công. Sau Skill Challenge sẽ là 3 Point Contest. Năm nay, 3 Point Contest sẽ đánh dấu sự trở lại của nhà vô địch năm 2020, đó là Buddy Hield, khi anh sẽ góp mặt cùng 7 cái tên khác bao gồm Tyler Hero, Tyrese Haliburton, Kevin Hunter, Damian Lillard, Anthony Simon, Lauri Markkanen và Jason Tatum. Năm ngoái, Karl Anthony Towns đã vô địch. Không biết năm nay liệu Lauri Markkanen có nối gót cát để trở thành big man duy nhất của danh sách giành được chức vô địch này hay không đây. Còn về phần Slam Dunk Contest thì vẫn sẽ là cuộc thi úp rổ để tìm ra nhà vô địch như mọi năm. Chỉ có một điều rằng kỳ Slam Dunk năm nay không biết có gây thất vọng như năm ngoái không, khi năm ngoái là một năm thất vọng toàn tập cho sự kiện được mong chờ nhất của All Star Weekend. Với việc cả năm ngoái lẫn năm nay đều sở hữu dàn cầu thủ trẻ chưa được kiểm chứng chất lượng cho lắm, vậy nên chúng ta sẽ chưa thể biết được rằng liệu kỳ Slam Dunk năm nay có phải là hay hay là kỳ Slam Dunk dở như năm ngoái nữa. Sự kiện quan trọng cuối cùng của kỳ All-Star tất nhiên sẽ là cuộc đại chiến của các ngôi sao hàng đầu giải đấu All-Star Game. Cuộc tranh hùng giữa hai đội bóng dẫn đầu bởi LeBron James và Giannis Antetokounmpo sẽ là cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn. Vẫn là thể thức chọn người trực tiếp trước trận đấu giữa hai đội trưởng. Lần cuối cùng LeBron và Giannis làm đội trưởng, team LeBron đã chiến thắng ngay từ lúc drop cầu thủ và kết quả của trận đấu đúng là chiến thắng dành cho team LeBron thật. Nhắc lại về thể thức All-Star Game, 3 hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu vẫn sẽ là tính điểm và tính giờ như một trận đấu bình thường. Tuy nhiên, đến hiệp thi đấu thứ 4, hai đội bóng sẽ thi đấu đến điểm số được chỉ định và trận đấu sẽ không tính giờ nữa. Điểm số chỉ định cuối cùng sẽ là điểm số hiện tại sau 3 hiệp thi đấu của đội đang dẫn trước, cộng thêm 24 điểm, đó là số áo của cố huyền thoại Kobe Bryant. Việc lựa chọn số 24 là một hành động để tri ân cố huyền thoại sau một sự nghiệp vô cùng lẫy lừng của mình. Ví dụ, hai đội kết thúc hiệp 3 với tỷ số là 100-95, thì điểm số để giành lấy chiến thắng ở hiệp 4 sẽ là 100 cộng với 24 là 124 điểm, lấy điểm của đội đang dẫn trước cộng thêm 24. Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai đội chạm mức 124 trước mà không có ràng buộc về thời gian thi đấu. Đây sẽ là một trận đấu được mong chờ nhất kỳ All-Star vì đây thực sự là một màn biểu diễn cực lớn đến từ tập hợp của các siêu sao hàng đầu giải đấu và tất nhiên cũng sẽ là sự kiện cuối cùng chốt sổ lại kỳ All-Star Weekend. Vừa rồi là toàn bộ những gì bạn cần biết để tận hưởng kỳ All-Star Game một cách trọn vẹn. Hãy sẵn sàng thư giãn và tìm link xem All-Star Weekend để tận hưởng một cuối tuần cực kỳ hấp dẫn này từ NBA nhé. Cảm ơn anh em đã đón xem.